Chương 11. Những bí ẩn về luân hồi. 7. Sự chào đời luôn luôn là một khởi đầu. Nếu những người giác ngộ được tái sinh thì có phải ngay khi ra đời họ đã giác ngộ rồi không? Có phải rằng sự giác ngộ cũng được chuyển sang lần sinh tiếp theo không? Và cụ thể như trường hợp của tôi, người ta hỏi tôi đã có hai kiếp giác ngộ. Vậy sao phải đợi đến năm 25 tuổi, tôi mới có trải nghiệm trên đồi Chamundi. Chúng ta đã thấy rằng, đối với hầu hết mọi người, khoảnh khắc giác ngộ và khoảnh khắc rời bỏ thể xác của họ là giống nhau. Khi năng lượng của họ đạt đến một cao độ nhất định, họ sẽ rời khỏi cơ thể. Khoảnh khắc rời bỏ thân xác ấy cũng là sự giác ngộ đối với họ. Vậy nên nếu họ không có một sự làm chủ nhất định đối với cơ chế hoạt động của cơ thể và họ cố gắng giữ lại cơ thể của mình vì họ có một số công việc cần phải làm, thì việc họ quay trở lại sẽ không xảy ra. Nếu mục đích của bạn chỉ là sự giải thoát, thì việc giác ngộ và lìa bỏ thân xác sẽ luôn luôn song hành với nhau. Nếu bạn có những mục tiêu khác là muốn làm điều gì đó khác với sự giải thoát mà bạn đã tìm thấy trong chính mình thì vẫn còn nhiều việc phải làm nó giống như thế này giả sử bạn thả một tù nhân ra khỏi nhà tù anh ta được giải thoát anh ta sẽ đi xa và không bao giờ muốn quay trở lại nhà tù nữa nhưng có một số người đủ tham vọng hoặc đủ ngu ngốc để không chỉ muốn thoát khỏi nhà tù mà còn muốn điều hành nhà tù anh ta là một tù nhân nhưng bây giờ anh ta lại muốn trở thành một nhân viên quản giáo chỉ khi bạn gặp kiểu vấn đề như vậy bạn mới giữ lại cơ thể của mình mặt khác nguyện vọng của tù nhân bình thường là bằng cách nào đó được trả tự do được ra ngoài anh ta sẽ không tìm kiếm việc làm trong nhà tù phải một kẻ ngốc như tôi mới làm điều đó vậy liệu một người đã giác ngộ sẽ được giác ngộ ngay khi ra đời không nếu bạn lấy một cây xoài non nó có tất cả những phẩm chất của một cây xoài nó có khả năng sinh ra xoài nhưng nó không thể mọc ra trái xoài ngay khi nó vươn ra khỏi mặt đất phải mất thời gian nó mới cho ra trái thiên nhiên cho phép đủ thời gian để cây xoài non phát triển đến độ cứng cáp khỏe mạnh chín mùi cân bằng và khả năng giữ đất nhất định chỉ sau đó nó mới ra hoa và kết trái thời điểm mới chỉ có hai lá nhú ra nếu trái xoài cũng nhú ra luôn thì cây có thể chết vì vậy nó sẽ đợi cho đến khi nó đạt đến một độ cao độ cứng cáp nhất định khi đó cây xoài mới ra trái tương tự như vậy một bậc giác ngộ có những phẩm chất nhất định được cất giữ trong người đó không thể bị lấy đi nhưng khi được sinh ra anh ta được sinh ra giống như bất kỳ ai những phẩm chất vẫn còn ở đó vốn có sẵn trong anh ta nó sẽ đợi một khoảng thời gian và không gian nhất định để có thể tìm thấy biểu hiện đây là trí thông minh của thiên nhiên nó biết chính xác khi nào nó nên ra hoa để kết được nhiều trái nhất nếu nó ra hoa quá sớm nó sẽ không có được tất cả trái của mình vì vậy nó sẽ chờ đợi Tương tự như vậy, một bậc giác ngộ cũng sẽ từ từ phát triển tùy thuộc vào mục tiêu mà họ sẽ đảm nhận. Trong một thời gian dài ở Ấn Độ, chúng ta đã thấy điều này, nhiều bala yogi, tức những thiền sinh là trẻ em, tinh thông từ khi còn rất nhỏ, đã trở nên giác ngộ khi 16 hoặc 7 tuổi. Hầu hết họ chưa bao giờ bước qua tuổi 25 hay 30, trước thời điểm đó, họ sẽ ra đi vì họ không thể duy trì cơ thể ở cường độ tồn tại đó vì vậy nếu thiên nhiên cung cấp đủ không gian để tâm trí cơ thể và cảm xúc phát triển và trưởng thành theo một cách nhất định trước khi chúng trở nên sống động trong người đó thì họ có thể giữ nó tốt hơn nhiều điều này cũng đúng với trường hợp của tôi mặc dù đã có trải nghiệm sống cuộc đời giác ngộ trong hai kiếp sống nhưng tôi vẫn phải đợi đến năm 25 tuổi trước khi lời nhắc nhở đánh thức tôi. Điều này là do cơ thể được thực hiện lần này về cơ bản là để thánh hiến Diana Linga. Đối với điều này, nó không chỉ là sự giác ngộ, bạn cần có một cơ thể hoàn hảo về nhiều mặt. Khi tôi nói hoàn hảo, tôi không đề cập đến sự hoàn hảo về cơ bắp, mà là một cơ thể hoàn hảo về mặt quản lý năng lượng của bạn và những gì bạn có thể làm với nó. Và điều này là không thể xảy ra ở một đứa trẻ. Khi tôi nhìn lại 25 năm đó, cách hoạt động diễn ra trong cuộc đời tôi, loại hoạt động đã diễn ra, tất cả diễn ra theo một tiến trình hoàn hảo cho mục đích của tôi. Mọi thứ diễn ra theo cách mà mọi thứ cần thiết cho sự phát triển của cơ thể và tâm trí này, cũng như sự ổn định cảm xúc của tôi diễn ra tự nhiên như một quá trình sống. Ví dụ, ở tuổi 12, mặc dù tôi là một đứa trẻ rất hoang dã, thích chơi đùa, trèo cây, đi bộ và làm những việc như thế, nhưng một giáo viên yoga giỏi nhất ở miền Nam Ấn Độ đã đến gặp tôi và bằng cách nào đó đã truyền cảm hứng cho tôi học cách thực hành yoga. Chú thích, đề cập đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của Sadhguru với Maladi Hali Swamiji, người đã bắt đầu cho ông tham gia Hatha Yoga khi mới 11 tuổi. Hết chủ thích. Và không một lời phàn nàn hay suy nghĩ, tôi cứ tiếp tục. Khoảng 12 năm sau, những điều lớn lao đã xảy ra với tôi. Vậy nên, quá trình xác định thời điểm nó sẽ xảy ra là trí thông minh của tự nhiên. Bạn không bao giờ đặt câu hỏi về trí thông minh của tự nhiên bởi vì trí thông minh của bạn quá nhỏ để đặt câu hỏi về trí thông minh của tự nhiên bất cứ điều gì xảy ra một cách tự nhiên là luôn luôn đúng không có câu hỏi nào về điều đó chỉ là các mục tiêu và mục tiêu ngắn hạn của bạn có thể không phù hợp với những gì đang xảy ra vì vậy bạn phải vật lộn với nó nhưng trong ý nghĩa thực tế nó không thể sai nó luôn đi đúng hướng vì thiên nhiên không quyết định mọi việc bằng suy nghĩ và cảm xúc nó chỉ quyết định mọi thứ theo khuynh hướng của bạn đây không phải là một suy nghĩ với suy nghĩ bạn luôn có thể phạm sai lầm nhưng với khuynh hướng không thể có sai lầm hãy xem hôm nay bạn có thể nghĩ rằng một cái gì đó là điều đúng đắn để làm nhưng ngày mai nếu bạn bắt đầu nghĩ theo hướng ngược lại thì vào cuối ngày hôm đó rõ ràng bạn có thể đi đến kết luận rằng đây không phải là điều tốt nhất nên làm đây là bản chất của suy nghĩ với suy nghĩ bạn luôn có thể phạm sai lầm vì nó hoạt động với dữ liệu rất hạn chế và hầu hết những suy nghĩ chỉ là một sai lầm nhưng thiên nhiên hoạt động bên ngoài những khuynh hướng cây xoài không nghĩ ra trái xoài khuynh hướng của nó là như vậy nó chỉ di chuyển theo hướng đó và chỉ làm những gì nó phải làm và mọi thứ xảy ra vào đúng thời điểm. Khi còn trẻ, tôi không phải là người bị thu hút bởi sự giải thoát, nhưng vào thời điểm đó trong cuộc đời, đơn giản, một cách tình cờ, ở đây đó, tôi mới bắt đầu gặp gỡ những người đi trên con đường hướng tới sự giải thoát. Vào thời điểm đó, cứ như vậy, mọi thứ đầu vào đó, vì khuynh hướng đang dần lộ ra và sự hỗ trợ cần thiết để thể hiện điều đó cũng đã đến do vậy đối với một bậc giác ngộ được tái sinh điều đó phụ thuộc vào loại công việc mà người đó đang nhắm đến cho cuộc sống của mình theo đó vào thời điểm thích hợp mọi thứ sẽ xảy ra giác ngộ là vượt ra ngoài tính cá nhân và trở nên sẵn sàng cho tính phổ quát